Chào anh chị đã quay trở lại với kênh xe tải của em. Thì hôm nay em đang ở tại cái nhà máy dắt nha quý vị. Thì cái xe N900S đời 2024, bữa nay là nhà máy đang gấp rút hoàn thiện để giao cho ô tô Phú Mẫn tụi em. Thì trước mặt quý khách hàng là cái xe dắt N900S màu xanh ha. Màu xanh này là màu xanh cơ bản của nhà máy đó. Ngoài ra nếu mà quý vị có màu, có nhu cầu về màu xe khác thì có thể liên hệ đến bên em. Thì đầu tiên là cái dòng này là dòng N900S, thì nó có xe được đóng thùng cơ bản với thông số kỹ thuật là 7m lọt lòng, chiều dài 2m270 chiều ngang và 2m15 chiều cao. Như quý vị thấy ở đây, xe được mở 7 bựng nha. Mỗi bên là xe 3 bựng hông và phần phía dưới xe là mình sẽ có một cái phần bựng phía sau như vậy. Đó. Thì xe này thì có cái tải trọng là 9 tấn 1. Tải trọng của xe là 9 tấn 1, dung size là xe được 10 tấn nha quý vị nha. Phụ tùng nhà máy thì cực kỳ là nhiều. Vì nhà máy hiện tại đang nằm ở Bình Dương ha. Cứ mỗi một đợt là người ta sẽ nhập phụ tùng từ bên Trung Quốc về. Rất là nhiều ha. Vừa lắp ráp xe và vừa bán phụ tùng luôn. Đó. Quay trở lại với xe N900S. Thì hiện tại cái dòng xe này trên thị trường đang là được rất là nhiều khách hàng người ta ưa chuộng. Thứ nhất là vì cái tải trọng của nó hợp lý, 9 tấn 1. Dung size thì lên được 10 tấn, thùng dài 7m. Thì cái thùng này nó rất là tiện lợi cho cái việc mà bốc dỡ hàng hóa ở cái khu vực phía Nam. Đó. Những cái cung đường nhỏ hẹp thì người ta rất là thích xài cái xe này. Bánh xe của nó cũng chỉ là 825R20, thì bánh xe này là cũng rất là thích hợp. Ví dụ quý vị chạy 10 tấn, bán kính vòng quay nó cũng rất là nhỏ ha. Còn phần nội thất của xe nè, quý vị thấy một chiếc xe với cái mức tải trọng rất là hợp lý. Kèm theo đó là cái phần nội thất cũng rất là đẹp ha. Hai giường nằm nè, có một giường nằm chứ, ba chỗ ngồi ha. Nội thất thì sang trọng đẹp đẽ, giá cả thì phải chăng, là những yếu tố mà nó sẽ giúp cho cái dòng xe này nó bán chạy trên thị trường. Và thực tế thì cứ mỗi tháng là tụi em đều có đơn khách hàng đặt sẵn xe để chờ nha. Nội thất của xe đây, quý vị có thể thấy là xe thì mình sẽ trang bị là vô lăng chỉnh điện, có ruồi control nha, rất hiện đại nha. Rồi có những cái phím bấm mà tăng giảm âm lượng, còi đèn ở đây. Và bên đây mình sẽ có cái hộp số là hộp số 6 cấp số tiến, 1 cấp số lùi. Xe thì xài phanh hơi lốc kê. Đó. Đối với cái xe dắt N900S này thì mình sẽ sử dụng cái hộp số 6 cấp số ha. Động cơ thì động cơ là động cơ Cummins. Động cơ Cummins. Với cái công suất là 180 mã lực, 170 mã lực nha quý vị. Đó. Rồi đây là mình sẽ có cái phần tổng quan của chiếc xe. Đó. Chiếc xe rất là đẹp ha. Nếu mà hai cái phần gương này nó được thay bằng gương hộp nữa, nó còn đẹp nữa nha quý vị nha. Đó. Bánh xe nè. Đó. Đối với xe này thì mình sẽ có cái phần chassis là chassis 2 lớp nha quý vị. Xe 10 tấn chassis 2 lớp. Rất là chắc chắn. Bình ắc quy là hai bình ắc quy 24V. Đây là bầu hơi nha, bầu hơi xe. Đó. Phần quan trọng nhất là đối với cái xe dắt này mình sẽ có một cái sự đồng bộ ha. Thì ở Việt Nam thì hiện tại cái xe Trung Quốc mà của nhà máy Trung Quốc lắp ráp tại Việt Nam thì nó chỉ có dắt thôi. Còn lại là đa số là các cái doanh nghiệp mà Việt Nam người ta lấy phụ tùng về ta lắp. Cho nên là cái động cơ, cái hộp số, cái máy móc, các thứ, cái cabin, thậm chí cabin của dắt là nó đều đồng bộ hơn rất là nhiều so với lại là các cái dòng xe trong nước nha. Chắc chắn tuổi thọ sẽ cao hơn rất là nhiều. Đó. Phần cầu. Phần cầu lớn nè. Phần cầu lớn nè quý vị. Ha. Có thành cân bằng. Rồi. Ở đây mình có nhíp lá 2 tầng ha, nhíp lá 2 tầng chắc chắn. Phanh lốc hơi lốc kê. Ví dụ khách hàng nào mà lấy xe này về thì chịu khó nếu mà chở quá tải hoặc là chở dư tải, thường xuyên chở dư tải thì mình lên một lá nhíp trước và hai lá nhíp sau. Đó, tổng cộng 6 lá. Thì 6 lá cho toàn bộ xe thì mình sẽ chạy rất là êm ái nha quý vị nha. Động cơ Cummins nè. Đó. Thì xe này hiện tại là chạy ở ngoài đường rất là nhiều. Bình dầu 180 lít nha quý vị nha. Đó. Động cơ Cummins của mình thì bây giờ mình sẽ đi coi khung gầm nha. Mình sẽ coi khung gầm xe. Cách đây nhiều năm, khi mà xe dắt nó mới ra cách đây khoảng 3-4 năm về trước á, thì em cũng là người mà vào đây quay xe cho khách hàng coi. Đây là chassis 2 lớp nha quý vị. Chassis 2 lớp nha. Nè, đây là cái hộp, đây là cái động cơ xe, là động cơ Cummins. Động cơ Cummins mới cáu luôn nha quý vị nha. Động cơ Cummins.
Đó, có dòng chữ Cummins đằng trước này quý vị. Đó, trên đây nè. Động cơ này sẽ có cái dung tích xi lanh là 3.76, 3.8 nha. Có turbo tăng áp, có phun dầu điện tử, turbo tăng bếp, áp của nó là turbo boss nha. Rồi có hệ thống phun nhiên liệu điện tử rất là chuẩn xác, cái đến từ Nhật nha. Đây là cái phần công suất của máy này. Đó, quý vị có thể thấy nè nha. Công suất của máy nè, 125 mã lực trên vòng tua 2006, nó khoảng rơi vào tầm khoảng là 170 mã lực nha. Đó, máy là máy 3.76 nha quý vị nha. Này là được thiết kế bởi Cummins nè. Đó, quý vị thấy không? Đây là hộp số phát gear, hộp kim nhôm. Đó, 6 cấp số tiến, 1 cấp số lui. Có đồng tốc nha quý vị nha. Vào số rất là nhẹ nhàng, êm ái. Sắt xi thì hai lớp, rất là chắc chắn nè quý vị nha. Đó, quý vị nào mà cân nhắc mua một mẫu xe ví dụ như 9-10 tấn thì mình mua dòng này là rất là hợp lý. Tại vì dòng này có giá thành rẻ ha, so với lại các dòng xe ví dụ như là Isuzu VinFast, Thaco hoặc là các cái dòng khác thì dòng này là một cái dòng cực kỳ ok nha. Ụ cầu lớn nè quý vị nha. Đó. Rồi, sách xi hai lớp kéo dài đến đuôi. Rất là chắc chắn, đi nó không bị quấy thùng nha. Đây là vần nhíp rồi. Đó. Quay rõ cơ cấu cho quý vị coi. Đó. Quý vị nha. Quý vị nào mà đang có nhu cầu mua xe, chốt xe có thể liên hệ đến em theo số máy 0357 336 326. À, ai muốn đổi cụm gương này là em hỗ trợ. Ví dụ như khách hàng nào mà cần mua gương đó riêng thì em hỗ trợ luôn nha quý vị nha. Rồi, xin chào quý vị.